Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng Bái Bạch Trên Ni Sư trụ trì chùa Hội Đức, thành phố Vĩnh Long. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni là ban tổ chức cùng tất cả các bạn trẻ có mặt sáng hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tâm an nguyện cầu hồng tam bảo gia hộ cho ni sư trụ trì chùa Hội Đức luôn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Và thầy kính chúc tất cả các bạn trẻ có mặt trong hội trại sáng hôm nay luôn vui vẻ và có một cái khóa tu mùa hè tại chùa Hội Đức thật nhiều ý nghĩa và luôn hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy hôm nay về đây tu tập các bạn thấy vui không? Ai nói ở đây buồn quá như ở tù thầy ơi đưa tay lên. Có một bạn đưa lên. Có lẽ bạn này đang thiếu ngủ. Và ngày hôm nay thầy hồi nãy giờ thầy thấy có nhiều bạn ngáp. Đang giờ này mà nếu như ở nhà mùa hè thì có nhiều bạn chưa dậy đâu. Có lẽ chúng ta đang say giấc nồng bên con gấu bông của mình, và có thể mình đang chìm vào một giấc mộng bên một thần tượng nào đó. Anh ơi giờ này anh ở đâu? Đúng không? Như vậy thì nói đến thành phố Vĩnh Long là nói đến thầy xem thành phố Vĩnh Long như là quê hương là thứ ba của thầy vậy. Tại sao vậy? Tại sao thầy nói Bình Long là quê hương thứ ba của thầy? Bởi vì thầy đã từng ở Bình Long này 1 năm rưỡi, và thầy ở trong một ngôi chùa tại thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Và thầy đã đi học trường trung học Mang Thích 1 năm rưỡi. Các em biết lý do tại sao thầy từ Đồng Nai mà về tỉnh Vĩnh Long này để đi học là vì sao các em biết không? Biết không? Không hả? Đó là năm lớp 10 thầy học ở cái trường ở tại huyện của thầy, nhưng rồi do là một tiếp xúc với các bạn xấu, từ một cái cậu bé ngây thơ ở quê lên thành phố học và tiếp xúc với các bạn xấu ở cái trường thầy học, rồi thầy lâm vào cái con đường ăn chơi, bỏ học và theo chúng bạn đá bóng, đi nhậu, và thậm chí có một thời gian thầy đã đua xe và gây tai nạn. Điều đó làm cho mẹ thầy, ba thầy rất lo lắng, không biết trong những ngày tới thầy sẽ gây ra những cái đau thương và những cái khổ não nào cho mẹ thầy và ba thầy đây. Và rồi ba mẹ thầy quen cái sư cô ở chùa Phước Tường ở thị trấn Cái Nhum. Bạn nào ở đây là ở thị trấn Cái Nhum và huyện Mang Thích? Ở huyện Mang Thích đưa tay lên ạ. Cũng ít 2-3 bạn huyện Mang Thích. Và thầy đã đi về cái chùa đó, thầy học hết lớp 11. Và hết 11 thì thầy về chùa Hoàng Pháp, thầy học lớp 12. Và hết lớp 12 thì thầy chính thức xuất gia học Phật. Và tại sao một cậu bé ăn chơi, một cậu bé thích đua đòi mà giờ lại thích đi tu? Đó là một quá trình cũng rất là lịch sử. Vì thế nói đến miền Tây sông nước này, thầy rất là có cái cảm tình và rất là ân tình sâu đậm với thầy. Bởi vì chính ở đây cũng đã giang vòng tay đón đồng thầy trong những cái ngày tháng thầy lầm lỗi. Cũng những cái ngôi chùa Hội Đức của chúng ta sáng nay cũng về đón các em ở đây. Và thầy thấy rất bất ngờ khi bước vào ngôi giảng đường rộng lớn thế này. Mấy chuyến trước thầy về đây giảng cho những người lớn khóa tu niệm Phật chỉ có khoảng mấy trăm người thôi, mà hôm nay có gần 700 bạn. Như thầy MC Đào Quang vừa qua giới thiệu, giữa một trời mưa, giữa một cái miền Tây sông nước mà có gần 700 bạn đang ngồi trong một ngôi chùa. Mà chùa đâu có gì vui đâu, tại sao vào chùa làm cái gì? Đó là một điều đáng mừng cho tất cả Phật giáo khắp cả trong đất nước của chúng ta. Trong những ngày này, nhiều chùa cũng đang tổ chức khóa tu. Và bây giờ ngôi chùa trở thành cái gì đó, đúng như người xưa đã nói, đó là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và thầy cũng có một thời gian ở trên chùa Hoàng Pháp để hướng dẫn các khóa tu niệm Phật, từ những cái khóa tu bắt đầu từ 2006 đến 2009 và rất nhiều. Và khóa tu trên đó các em biết, mỗi khóa tu như vậy có thể lên đến 5.000 bạn, rất đông. Và hôm nay thầy về đây, thầy sẽ báo cho các em nghe một cái tin rất là nổi và rất là hot. Nói như danh từ như bên ngoài mà người ta đang sử dụng là rất là trending. Mà các em biết thì trending trong tiếng Anh có nghĩa là gì không? Tại sao mình thường thường nghe một cái đài hoặc phát thanh hoặc là một đài nào đó họ nói là cái MV của ca sĩ đó hiện đang đứng, ví dụ vừa qua bài hát đang nổi tiếng mà làm cho dư luận Phật giáo của chúng ta cũng đang rất là đau đầu với ca khúc gì? Đồ ta không đồ nàng. Và cái ca khúc này, cái người khởi xướng và người đã viết cover lại cho cái bài hát này, thầy thích nhất là ca sĩ Anh Duy. Nhưng mà vừa qua ca sĩ Anh Duy này do dư luận đưa lên và anh đã bỏ đi cái bài hát đầu tiên mà anh đã sáng tác và đã viết lời từ cái ca khúc mà Đồ ta không đồ nàng của Trung Quốc. Đó là cái hot đầu tiên. Nhưng mà cái đó trong 3 tuần vừa qua hình như đã chìm vào quên lãng. Và giờ cũng có nhiều bạn cũng lên Facebook viết đồ ta không đồ chàng, viết tùm lum hết. Và thầy báo cho các em biết, mấy ngày hôm nay chúng ta về đây có một sự kiện đang rất là hot. Bởi vì các em về đây, thầy biết mấy ngày hôm nay có được sử dụng điện thoại không? Về đây đầu tiên nhất mình bị xa một người bạn thân nhất của mình mà ngày ngày luôn luôn ở trong cái túi nặng, đó là cái gì? Cái điện thoại. Nhiều bạn xài điện thoại sang lắm, đến điện thoại coi như là cùi bắp luôn. Và thầy báo cho em một tin rất là hot. Ai là thần tượng của fan Sky đâu đưa tay lên? Fan Sky là fan của ca sĩ nào? Đó là ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Vừa qua đã ra một cái ca khúc mới rất hot và chính thức ra mắt vào làng giải trí. Và được bây giờ hiện tại cái số view được cập nhật từng giây từng phút. Ví dụ sáng nay cái ca khúc mới ra đầu cách đây ngày 1 tháng 7 của Sơn Tùng, đó là cái ca khúc Hãy Trao Cho Anh, tiếng Anh gọi là Give It To Me, tức là Give It To Me, tức là hãy trao cho anh. Sáng nay á, thầy cũng hóng dữ lắm, thầy lên so coi thử coi cái view cái này của ca sĩ này đã đạt đến bao nhiêu triệu rồi. Và thầy thấy cái số lượng bây giờ hiện tại đang tăng từng phút từng giây, đó là có 39 triệu người đã xem. Mới có 3 ngày thôi, mới có 3 ngày thôi mà đã 39 triệu người rồi. Các bạn biết tại sao fan của Sơn Tùng gọi là, người ta gọi là fan Sky, các em biết không? Mời bạn lên đây. A Di Đà Phật. Mà thầy là tại vì Sơn Tùng nói là Sky có nghĩa là bầu trời. Nếu như mà khi mà Sơn Tùng nhìn thấy bầu trời thì giống như là nhìn thấy fan của mình vậy. Cảm ơn bạn. Và đó là câu hỏi chính xác, trả lời chính xác của chúng ta. Hãy cho một tràng pháo tay. Sky, trong tiếng Anh gọi là gì bác em? Bầu trời. Đó. Ví dụ mình nhìn lên bầu trời, mình nói see the sky, nhìn lên bầu trời. À, bầu trời là thể hiện. Cho nên nhiều người á, có nhiều bạn trai hỏi bạn gái á, mày thương tao cỡ nào? Để thể hiện cho tình yêu to lớn và bự chát của mình. Nhiều bạn đã trả lời tao thương mày như bầu trời vậy đó. Bởi vì bầu trời không có trên mây, và bầu trời là không có rồng lớn, đi đâu cũng không thể hết bầu trời này được. Và Sơn Tùng đã nói với các fan hâm mộ của mình rằng sky là bầu trời. Mỗi khi nhìn lên bầu trời là Sơn Tùng sẽ nhớ đến các fan. Và cái lượng, chính vì điều đó, theo cái hiệu ứng của đám đông á, thì fan của Sơn Tùng bây giờ cũng giống như bầu trời, đi đâu cũng rất là hot. Đặc biệt các em biết cái MV mới Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng M-TP vừa qua mới ra vào ngày 1 tháng 7 đã trở thành không phải hot ở Việt Nam chúng ta mà ở cả châu Á và thậm chí ở nước ngoài luôn đạt cái lượng người view nhiều nhất. Do đó các em chúng ta ở đây, ai là fan của Sơn Tùng Sky hãy vui mừng đi. Và một trong những cái tin hot nhất thầy báo cho các em biết. Hôm nay thầy bà tám với các em một chút nha. Tám có nghĩa là đi chuyển thế gian. Đó là một cặp đôi vừa mới chia tay mà các em cũng là rất là thần tượng. Và nhiều bạn đã rất là buồn mấy ngày hôm nay chưa chắc tới đi. Các bạn biết đó là cặp đôi đã từng đóng bộ phim nổi tiếng Hầu Về Mặt Trời. Đó là hai cặp đôi là sông gì? Sông Đông Ki và sông Diego. Sông Diego đã chính thức chia tay sau 2 năm về chung một nhà. Và cặp đôi này đã từng đến với nhau từ cái bộ phim nổi tiếng Hầu Về Mặt Trời. Và vừa qua họ đã lời chính thức. Và nhiều người đã cảm thấy tan vỡ trái tim. Đó là một câu chuyện cổ tích và một cái gọi là một câu chuyện tiểu thuyết, bởi vì họ đến với nhau quá tuyệt vời, tài sắc vẹn toàn và họ đến với nhau. Nói đến thần tượng, hôm nay thầy sẽ nói với chúng ta một cái chủ đề liên quan đến thần tượng. Đó là chủ đề đi tìm thần tượng. Ai ở đây là fan của thầy Sơn Tùng M-TP đưa tay? Thầy cũng là fan của Sơn Tùng. Tại sao? Bởi vì Sơn Tùng là một người rất trẻ, mới là một độ tuổi rất trẻ mà đã có một cái sự thành công đáng nể. Đó là một điều chúng ta cần phải học. Và thầy thấy bây giờ có nhiều bạn trẻ, hình như thầy thấy vào cái trang của các bạn mà fan của Sơn Tùng là toàn thấy hình ảnh của Sơn Tùng luôn. Từ Sơn Tùng xăm cái hình gì, Sơn Tùng đi đôi dép gì, Sơn Tùng mặc cái áo gì, và Sơn Tùng đẹp trai ra sao, biết rõ từng giây từng phút luôn. Và nhiều bạn lấy cái ảnh của Sơn Tùng làm avatar trong Facebook của mình. Ai ở đây là fan của một nhóm nhạc nổi tiếng hiện đang rất hot ở Hàn Quốc? BTS. Đó là nhóm của bảy chàng trai rất đẹp trai. Bây giờ chúng ta phải hiểu rõ thần tượng là gì. Bây giờ thầy sẽ đặt câu hỏi. Thầy xin một cái micro để có một người di động. Ai trả lời cho thầy biết thần tượng là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, là thần tượng là một cái người mà mình yêu thích và hâm mộ. Rồi một bài trả lời. Thầy nghe một ý kiến khác, bạn nào nói thần tượng là gì? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Theo con, thần tượng là hình tượng thần, là một cái giống như là vị thần mà chúng ta tôn vinh cái hình tượng người đó như một vị thần, chúng ta noi gương theo người đó. Dạ con. Và thần tượng, bạn có một bạn trả lời nói là Thành gọi nghĩa là ông thành, tường là một cái tường, giống như thầy Đào Quang nói là thanh tường là tường của một ông thành. Đó là nghĩa đen các em, đúng rồi. Có nghĩa là thanh tường có nghĩa là mình tôn sùng một vị thánh hoặc một cái tường hoặc là một cái người nào đó, gọi là thanh tường. Đó là về nghĩa đen. Tuy nhiên nói về nghĩa bóng thì thanh tường có nghĩa là mình là một nhân vật mà mình yêu thích, một nhân vật mà mình ngưỡng mộ về tài năng, nhân phẩm của họ, và là một người, mẫu người mà làm trong mắt của mình họ luôn luôn là một người hoàn hảo. Nhưng mà có thần tượng nào là người hoàn hảo không các em? Có không? Chính khi mình thần tượng như vậy, có nhiều bạn á, thần tượng đó là điều rất là tốt. Nhưng mà có một điều á, đôi khi mình thần tượng quá thì trong đạo Phật mình á, mà mình không có lý trí thì sẽ đưa đến vấn đề gì? Là si mê. Và khi si mê như vậy, mình không phân biệt được phải trái, lý lẽ, đúng sai. Điều đó khi một thần tượng của mình họ sụp đổ, họ tan tành, và khi họ có thể chết, mình cũng có thể chết theo. Chính vì điều đó có nhiều cái tình trạng các bạn trẻ bây giờ quá ư thần tượng. Ví dụ cách đây nhiều năm trước, khi mà Bi Rain á, một ca sĩ trước kia cũng nổi tiếng, đã đến Việt Nam chúng ta biểu diễn, và nhiều bạn á, đón Bi Rain ở sân bay á, không gặp được thần tượng, khóc về nhà, khóc như cha chết mẹ chết. Ở bên Mỹ á, có một bạn rất là thần tượng một cái ca sĩ nhạc rock nổi tiếng. Các em biết đó là ai không? Michael gì? Michael Jackson. Bạn này 12 tuổi khi hay tin thần tượng của mình vừa qua đời là một cậu bé rất thích nhạc của Michael Jackson, cậu bé này đã tự tử chết. Và chưa kể đến có một bạn gái 13 tuổi thần tượng cái nhóm nhạc gọi là SUJU. Và đây là một nhóm nhạc Hàn Quốc, 13 thành viên rất là đẹp và hát hay, và đã từng tuyên bố rằng bạn này sẵn sàng giết đi bố mẹ của mình nếu mà không cho bạn này đi xem nhóm nhạc SUJU được biểu diễn. Và chưa kể, các em biết có một bạn đã quá thần tượng một ca sĩ nổi tiếng, và rồi ba mẹ kêu học hành không có chịu học, bỏ bê, cứ chạy theo thần tượng. Và bạn này đã nói một câu mà làm cho ba mẹ đau lòng, và làm cho người cha của mình tức giận đến nỗi phải tức giận mà lấy dao đâm bạn này chết luôn. Đó là bạn này nói câu gì mà làm cho người cha mình tức giận như vậy? Đó là thần tượng còn tốt hơn cả cha mẹ của mình. Bạn này thần tượng và bị ba mình bắt học, rồi những lần trốn đi chơi game, rồi những lần không chịu học, và đã thốt ra một lời, và người cha quá giận đã xuống tay hà sát đứa con gái 13 tuổi của mình. Đó là chưa kể có một bà nữ ở Trung Quốc đam mê Lưu Đức Hòa, các em biết, thậm chí bán nhà luôn, bán nhà rồi kêu ba của mình đi theo để gặp được thần tượng đến biểu diễn ở một cái thành phố lớn. Và người cha vì thương con đến nỗi bán nhà để cộng, vì cô gái này nói rằng nếu như ba không bán nhà cho con đi gặp thần tượng của con thì con có thể sẽ chết. Vì thương con, người cha chấp nhận bằng lòng tất cả để gặp thần tượng. Như vậy trong số tất cả chúng ta ở đây, theo các bạn ai là thần tượng của chúng ta? Ai nói con đây là thần tượng của con? Không ai khác trên cuộc đời này mà chính là cha mẹ của con. Ai? Thần tượng một người là một điều tốt. Ví dụ người đó thành công, người đó họ thành đạt và có một sắc đẹp, thì chúng ta thần tượng đó là một điều tốt cho tất cả chúng ta. Thế nhưng á, nếu như mình thần tượng một người đó mà quá mù quáng, trở thành si mê, thì nó trở thành một cái tiêu cực, có thể dẫn đến những đau thương hệ lụy trong đời chúng ta. Và theo thầy biết á, trong những năm tháng Năm nay thầy đã bước vào độ tuổi 40 tuổi rồi. Nhưng mà trải qua những cái đường trường bao nhiêu sóng gió cuộc đời và đã từng trải, thì thầy thấy trên cuộc đời này không ai để chúng ta thành tựu bằng cha mẹ mình hết. Các em biết không, gia đình của thầy á, các em biết có bao nhiêu người không? Có bao nhiêu người? Gia đình thầy có đến 10 người con. 10 người con các em. 10 người con. Và chính vì cái điều đó làm cho ba mẹ của thầy rất là cực khổ để nuôi từng đứa con một. Thầy cũng như bao nhiêu người bạn khác, lớn lên cũng nhiều ước mơ, và thầy đã chọn con đường xuất gia là một con đường hạnh phúc nhất. Nhưng mà có những ước mơ trên cuộc đời này mình có thể thực hiện được, nhưng mà có những ước mơ không thể thực hiện được đâu các em. Thầy có một ước mơ nhỏ thôi các em. Đó là thầy hứa với ba của thầy á, là sẽ năm 2011 á, là thầy sẽ đưa ba của thầy đi Đà Lạt. Bởi vì ba thầy cực khổ chưa bao giờ biết Đà Lạt, cái khung cảnh nó thơ mộng, khung cảnh nó đẹp như thế nào. Và cái Tết năm 2011 vừa kết thúc, thầy hứa với ba, thầy nói ba ơi, để con lo việc chùa xong rồi á, con sẽ đưa ba đi Đà Lạt chơi. Có một điều mình hứa chỉ là hứa thôi các em. Và rồi một buổi sáng khi thầy thức dậy thì trong nhà của thầy điện ra báo, nói thầy ơi, thầy về gấp, ba đã trúng gió rồi, thầy hãy về đưa ba lên bệnh viện đi. Và khi đưa lên bệnh viện như vậy các em, 7 ngày ba thầy nằm trong bệnh viện. 7 ngày đó là cả một cái quãng đời thầy hối hận nhất trên cuộc đời này. Khi lúc thầy đang ngồi như vậy, nhiều khi thầy muốn vào nói chuyện với ba thầy ở trong bệnh viện á. Lúc đó ba thầy đang nằm trên một chiếc giường cấp cứu. Và các em biết á, vào cái gian phòng mà đã cấp cứu rồi, chúng ta chỉ nghe những tiếng tích tắc thôi.